được nghỉ ngơi thư giãn nha các bạn. Sau một tuần lễ làm việc, học sinh rồi cha mẹ cũng được nghỉ ngơi, rồi vui chơi thư giãn cho nó thoải mái đầu óc, để nạp lại năng lượng, để chuẩn bị cho một tuần lễ mới nữa. Thì hôm nay mình xin gửi đến các bạn một số câu chuyện vui vui và thú vị mà mình cũng sưu tập được. Vấn đề hiện nay thì cũng có vấn đề về tư duy ngược đó các bạn, có nhiều cái áp dụng rất là thành công, các bạn bắt đầu theo dõi nha. Đây là câu chuyện thứ nhất nha các bạn, kể về một nhà hàng ăn buffet, bán thức ăn buffet. Vì thực khách tới ăn quá lãng phí thức ăn nên nhà hàng đã đặt ra cái quy định là lãng phí thức ăn thì sẽ bị phạt 10.000. Kết quả tình hình để kinh doanh là ngày càng tệ đi, tệ hơn, người ta vẫn lãng phí. Sau này thì người quản lý bắt đầu nghĩ ra một cái giải pháp, đó là họ tăng cái món ăn lên 10.000 và đồng thời thay đổi lại cái quy định rằng người không lãng phí thức ăn sẽ được tặng 10.000. Với cái quy định mới này như vậy thì kết quả việc làm ăn là phát đạt một cách bất ngờ, hành vi lãng phí thức ăn cũng không còn nữa. Đó là tư duy ngược nó đã đem lại cái hiệu quả đó các bạn. Rồi, thêm một câu chuyện nữa nè các bạn, câu chuyện này cũng là khá là vui. Có một ông lão thích yên tĩnh, nhưng khu vực xung quanh nhà ông luôn có trẻ em tới chạy chơi. Điều này khiến ông cảm thấy rất phiền phức. Ông nghĩ ra một cách như thế nào? Ông gọi lũ trẻ lại và nói: chỗ ta vốn rất yên tĩnh, cảm ơn các cháu đã tới khuấy động làm không khí thêm vui vẻ, đồng thời tặng cho mỗi đứa trẻ 3 cái kẹo. Lũ trẻ rất vui vẻ, mỗi ngày đều tới đây chơi. Vài ngày sau, ông chỉ cho mỗi đứa 2 cây kẹo, rồi 1 cây, và dần dần không còn cho chúng nữa. Lũ trẻ vừa buồn bực vừa giận dỗi nói: bọn cháu không thèm tới đây góp vui cho ông nữa. Ông lão lại có được không gian yên tĩnh như mình mong muốn. Vậy là các bạn thấy kết quả của tư duy ngược nó đã đem lại cái điều ông đã muốn, là ông đã thành công rồi ha các bạn. Sau đây là câu chuyện thứ ba các bạn. Có một ao cá mới được mở, phí vào câu cá là 200.000. Tuy nhiên, phần lớn mọi người dù có ngồi câu cá cả ngày cũng không câu được con cá nào. Ông chủ nói, nếu không được câu được cá, vậy thì sẽ tặng một con gà. Kết quả rất nhiều người tranh nhau tới câu cá. Khi quay về, trong tay người nào, người nấy cũng đều xách một con gà. Thì mọi người đều vui vẻ, cảm thấy ông chủ rất thú vị. Đó, các bạn thấy cái ông chủ này như thế nào? Bây giờ mình mới biết đây. Sau này nhân viên quản lý ao cá mới nói với mọi người rằng ông chủ thật ra là hộ nuôi gà chuyên nghiệp, nên ông cũng đã bằng cách này ông đã tiêu thụ được gà chứ cũng không cần tiêu thụ cá ha các bạn. Đó là một tư duy ngược, ông đã đổi mạch suy nghĩ và đã vẫn đạt được cái mục tiêu. Và tiếp theo một câu chuyện này cũng vui nè các bạn. Có một người giàu mỗi lần ra khỏi nhà đều sợ có người tới cướp nhà mình. Anh ta muốn mua một chú chó lại về trong nhà, nhưng lại sợ cho chó ăn thì lại tốn tiền. Sau một khoảng thời gian dài đắn đo suy nghĩ, anh ta cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Đó là gì ạ các bạn? Trước khi ra khỏi nhà, anh ta bỏ bass wifi đi để thành free wifi, sau đó yên tâm ra khỏi nhà. Đó, đây là cái cách giải quyết của anh ta. Kể từ ngày đó, ngày nào cũng có 10 mấy người đứng trước cửa nhà anh ta bắt wifi miễn phí, rất là an toàn và cũng không còn phải lo lắng nữa. Tư duy ngược đã đem lại hiệu quả cho chủ nhà ha các bạn. Sau đây là một câu chuyện ngắn thôi.
Cá và mèo. Trong một giờ sinh vật, cô giáo có hỏi rằng tại sao cá chỉ có thể sống dưới nước mà không sống được trên bờ. Một học sinh đứng ngay lập tức đứng dậy và trả lời. Các bạn có thể đoán được câu trả lời của học sinh như thế nào không? Cho các bạn một phút suy nghĩ. Đây là câu trả lời của học sinh này các bạn. Thưa cô, bởi vì trên bờ có một con mèo ạ. Mèo rất thích ăn cá. Tiếp theo đây là một câu chuyện cũng khá là vui vui của học sinh tiểu học nè các bạn. Thì trong cái giờ kiểm tra về thuộc những cái câu ca dao tục ngữ, thành ngữ đó, đó các bạn, thì thầy giáo có hỏi rằng uống nước nhớ gì các em. Thì có một học sinh đứng dậy trả lời, dạ uống nước nhớ kẻ trồng cây thầy ạ. Thầy giáo ngạc nhiên mới hỏi, sao lại uống nước nhớ kẻ trồng cây? Học sinh nói rằng, dạ tại em uống nước dừa ạ. Đúng là học sinh này rất là ngây thơ và cũng không có thuộc bài, nhưng mà nói cũng hợp lý. Đó, thành ra những câu chuyện rất là vui. Chia sẻ đến các bạn để có những giờ phút thư giãn, giải trí nha các bạn. Và sau đây mà mình cũng có một video tiếp theo về lễ hội bia của Đức. Rất là lễ hội bia này rất là đặc biệt và rất lớn, và nó sẽ bắt đầu diễn ra ở Sài Gòn và ở Hà Nội vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10 đó các bạn. Ở Sài Gòn thì cuối tháng 9 và qua đến 2 tây tháng 10 là hết, và họ ra ngoài Bắc, họ Hà Nội họ tổ chức trong cũng từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 10. Mời các bạn đón xem nha. Cảm ơn tất cả các bạn.